tháng 4 năm 2022. Chiều nay mình lên cho anh em một con xe custom 50 xanh mê tan đời 2008, cực đẹp. Đời này là phun xăng điện tử luôn nha anh em. Đó, chạy rất là tiết kiệm xăng, thích hợp cho anh em mua về đi chợ, đi cà phê, cà pháo này kia nha. Custom 4 số 50 FI phun xăng điện tử có đời nha anh em. Anh em hay gọi là custom đèn vuông nha. Con này đời 2008, cực đẹp. Sơn xi zin toàn bộ, dàn chân là ken xe ben. Con này mình bán 0933996332 nha anh em. Lâu lâu mới có xe đẹp nha. Xe đẹp, xe rất là đẹp luôn. Đời cao nha anh em. Con này đời 2008 nha. Bô bọng rồi còn rất là đẹp luôn. Gấp rồi còn tem đầy đủ. Còn xanh mê tan thì anh em mình dễ chơi, là cái màu này nó nhìn nó hài hòa. Máy móc thì khô ráo sạch sẽ, bao nổ im, nhẹ nhàng. Con này đi cực kỳ tiết kiệm xăng nha anh em. FI lít đi khoảng ngoài 70-80 cây lít á, nếu mà anh em gọi là đi đường hỗn hợp. Rồi, anh em nào có nhu cầu liên hệ mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Xe Honda Custom 50 FI phun xăng điện tử đời 2008. Giá là 23 triệu. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Mình bán con này 23 triệu nha anh em. 23 triệu cho con Custom xanh Metan đời 2008 cực đẹp nha anh em. Đó. Thành sao xe vậy nha. Ba anh em ở ngoài là đẹp can xe ben luôn. Con này đời 2008, giờ quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Con xe zin đẹp, anh em có hổm nào anh em nào hỏi mình con custom 50 4 số có đề FI thì alo mình nha. Ba ga zin, xe zin. Yên thì gia lập mới nha anh em. Đó, gia lập mới. Đế mút zin. Đẹp nha. Rất là đẹp con này. Máy là bao nổ anh em, là bao nổ cực kỳ im, đúng bẩn zin theo xe, chưa cạo chưa đánh bóng nha anh em. Bẩn zin chưa cạo chưa đánh bóng. Mình bán đúng chất xe mộng nha, mình không có dọn gì hết á. Anh em mua về muốn đẹp thì tự đi đánh bóng này kia các kiểu ha. Con này màu xanh metan rất là đẹp nha anh em. Ba triệu nha, xe chạy nổ ngon lành cho anh em. Sơn xi zin toàn bộ, bao đẹp. Quá ok anh em ơi. Căm đùm này sáng bóng nha. Con này đời 2008 nha. Máy nổ cực êm, chạy cực phê luôn nha anh em. Con này cái chống đời đế này sướng lắm. Mình bán 23 triệu nha. Anh em nào chốt alo mình mua số